Giải chạy đêm Hồ Chí Minh City Night Run Exim Bank là sự kiện chạy đêm chính thức của thành phố được triển khai vào tháng 5 thường niên. Năm nay, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 với 3 cự ly, gồm 5 km, 10 km và 21 km, thu hút sự tham gia của gần 5.000 vận động viên trong và ngoài nước, với cung đường chạy mang đậm tính di sản khi đi qua các địa danh nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài giải thưởng top 5 chung cuộc, ban tổ chức còn trao thêm giải ở nhiều nhóm tuổi khác nhau để khuyến khích vận động viên ở các độ tuổi tự tin tham gia, cũng như tổ chức nhiều nội dung thi đấu đặc sắc như thi đấu cặp đôi vợ chồng, thi đấu đồng đội, mang đến sự hào hứng và thú vị dành cho cộng đồng. Bên cạnh đó, ngoài hoạt động thi đấu chạy bộ, giải chạy đêm lần thứ 3 còn mang bản sắc lễ hội khi có rất nhiều hoạt động đa dạng mang lại giá trị và sự gắn kết trong cộng đồng runners, như chuỗi chạy khởi động Set Car Run, hoạt động talk show Together We Run và Together We Share nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình tập luyện và thi đấu. Khu vực Expo sôi nổi với nhiều gian hàng giao lưu, gặp gỡ, tạo không khí kết nối cộng đồng, và hoạt động Runner Show với chương trình giao lưu dành cho tất cả vận động viên đam mê ca hát. Giải chạy đêm Hồ Chí Minh City Night Run Exim Bank 2024 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một lễ hội văn hóa, với điểm nhấn được ban tổ chức giới thiệu là Sài Gòn Corner, một khu vực phục vụ các món ăn vặt mang đậm văn hóa Sài Gòn dành cho các vận động viên sau khi hoàn thành cuộc đua. Đây vốn được xem là một trong những điểm nhấn thú vị của giải đấu qua 3 mùa tổ chức.